Ôi trời ơi, quá trời. Tôm đây nè. Ừ. Trắng. Con này hàng hiếm à. Trời ơi, trắng nhách luôn. Cái màu hồng hồng nữa. Đẹp ghê không? Mắt đỏ luôn nè đó nha. Xin chào cả nhà. Hôm nay hai vợ chồng Nghĩa tiếp tục xuống đăng cả nhà. Nay là dầm đăng thứ ba của nước này rồi. Cái nước này làm như cá nó không lên hay sao cả nhà ơi. Nay dầm thứ ba mà thấy cũng hiu quá. Cái im lìm quá trời. Để Nghĩa đi lại đẳng coi coi. Sáng giờ không có đi lại coi luôn nữa. Thấy đăng hơi trống trải xíu. Chứ có mấy con cá đối lại què. Cái khúc ở dưới thì nó cạn sao kìa. Để nghe đi dưới coi coi có cá không. Đây là cái chỗ thấp nhất nè cả nha. Cái chỗ này là nó cạn sau cùng nè. Được mấy con cá. Có con cá ngát bạch tạng nè cả nha. Cá ngát trắng. Con này hàng hiếm à. Trời ơi, trắng nhách luôn. Cái màu hồng hồng nữa. Đẹp ghê không? Mắt đỏ luôn nè cả nha. Con này nuôi kiển đẹp lắm nè. Nó gom lại được con phỉnh nhiêu đầy cá nè cả nha. Có mấy con tôm bự ghê. Mấy bữa nay nước nhẹ có tôm. Bàn cá đồng tiền quá trời luôn. Còn như là cá đối không à. Dàm này có bộ đối nữa rồi. Còn là cá đối không à. Đang như lụm mấy chỗ này trước. Cá đối quá trời luôn. Tôm này. Ừ, có tôm thì tôm thẻ bự không. Có mấy cái chủng nước này sống nhăn răng hồ bơi. Nó chạy cá đối luôn. Quậy. Cá chai nè cả nhà. Ta kêu con cá chai là tại vì cái thịt của nó cứng quá. Cứng ngắc nên ta kêu cá chai. Cá nóc còn nào lấy cá xì nái. Con ngát đĩa dưới đây nè.
bơi bơi bơi. Tôm này, mấy con tôm luôn. Chỗ này cho cá đấu tập trung dữ vậy. Một cục ngay gần vô phé nè. Nằm nó tới trên này luôn rồi. Mấy cái lưới của mình nó khiếu vô trong cây á, nó chui đây dính luôn. Cá cháp đó bự luôn nè. Nó nông vô đây quá trời luôn nè, cá đối. Đây con bự nữa nè. Chà bá luôn. Cá chét luôn nè. Toàn là cá đối. Cái bữa nào đăng mà có tôm là không thấy có đầu nhiều nữa nha. Nước này cạn lẹ thiệt đó chứ. Giờ này mới có 7 giờ mấy, 7 giờ hơn. Cạn queo quá trời. Mày à đói. Ngồi ăn cơm thẻ nè cả nhà, chờ bá luôn. Đó. Quan trọng nhất là được cục này là ngon rồi. Như đây cũng mấy ký cá đây nè. Đói. Đó bự không? Nâu nè. Tôm nè. Hết biết con tôm thiệt chứ. Mấy con cá liệt này, cá đồng tiền này nghe không có xài nha. Nó xương không à, viên gai không à. Lụm lâu lắm. Rồi nó bay. Được con mú nhỏ nữa. Nghe bạch tạng này chắc gì. Một là nuôi, còn hai là thả. Chứ mình không có bắt, mình bán rồi mình ăn được đó nha. Nâu này, được có mấy con. Ngồi rồi đã kìa. Được con phỉnh ngay đây nè. Được mấy ký à. Nâu nhỏ quá trời luôn. Cái cháp được con mú. Mú này chắc chừng nửa kilo à. Gì vậy? Nhát bạch tạng nha. Cái lúc Nghĩa nhớ hình như đăng được một con là ở cái dầm đăng của bác Năm. Này cũng lâu lắm rồi mới thấy lại nó nè. Con tôm. Chút về luôn. Này bé. Bé này cũng gần cả ký ạ.
u nù luôn. Đâu bự nè, nằm một ổ luôn. Cái nâu đâu có trồng chặn không luôn. Bắt mấy con này nó quậy lát mai không còn gì. À, đây con tôm nữa. Đây con chà bá nữa nè. Hết biết. Bắt không mệt mà đẩy theo cái thùng mệt quá. Tôm con nào nè, tôm gọc không, cánh nâu, quá trời luôn, hốt nằm ổ ổ thấy mê nữa nè, động vô nó một cái nó quậy. Rồi con tôm nữa. Ba con. Lỗ này dễ gì không có. Chà bá luôn nè. Tôm. Nó bún. Bé nè, ba bé, bốn con cá măng rậu. Mấy em này ngồi đã bự bự vậy bắt mấy sướng. Đây con bự nữa nè. Con nữa. Đây cá măng rỗ. Cá măng rỗ bự nè. Tôm nữa nè. Tôm gọc không. Đây con nữa nè, ló mắt nè. Chặt bá luôn. Rồi nó nằm rền dưới đây đó nha. Bự bự không à. Tôm. Ây da. Bún cá không còn mặt mũi gì. Ui cá đấu dưới đây quá trời luôn. Ổ này bắt. Bắt hơi bị lâu ạ. Ừ, nằm lên dưới đây á. Cái chét nè. Ôi trời ơi quá trời. Tôm nữa nè. Trời ơi phải ra nữa. Nó ăn cố. Cái đói còn nào không nấy kìa. Quá không, cái ngát nữa kìa. Đi 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 đi
dâu. Quậy. Gì đây có nữa nè. Nó. Đói con nào hôm nay cành cành luôn. Ôi ơi. Im coi. Quá bự rồi. Giữ thần cá đấu được chưa? Nè, cá ngát hai ba con nhỏ nhỏ. Ôi, không quá trời luôn. Quá trời ơi. Tưởng đâu hết không lại đây còn nữa. Quá trời cá đói luôn. Đó, ôi ôm ổ luôn. Nhát. Nhát mini không? Nằm lên đi. Có chủng thì nó nằm toàn là cá đói, có chủng nằm toàn là cá ngát. Vừa nó nuôi dưới sình thì nó con. Nhùi hay lắm. Bực mình đây chứ. Nhùi thế này. Tôm này. Ơi, đây con nè. Mấy con cho anh con. Sức như cục trần vô luôn. Tụi mày trốn đi. Này thì con này được. Con này chậm nè. Hả? Cái nhát. Con ổ luôn. Chạy. Chạy. Chị hết đang chạy. Đây đây. Cá màng rổ nữa. Cá này ăn cũng ngon lắm nha. Ngon cá đói không? Thùng luôn. Lấy này đi cho nó khỏe. Thùng nó giờ nó nặng quá. Nó chạy. Cái chỗ này nãy giờ nghe lụm cá liêm kìm những cá nhái quá trời luôn rồi. Một đống luôn. Nhái như nè. Một đống cá nhái luôn nha.
rồi thôi. Nước này sát ghê thiệt, ăn queo luôn. Trời ơi, không có cá đem theo rộng nữa. Giặt cái. Thấy quậy quá. Bỏ vô kia đi, tự nhiên bỏ vậy. Trời ơi, đổ ra dơ chết luôn. Cái chân rồi. Ôi, có con cá khác gì chắc nổi vậy? Bạch tạng. Ủa? Ủa sao nó chán lỏng rồi kìa. Rồi. Cá đĩa hả? Ừ. Ồ, tôm thẻ nữa kìa. Ơi, dùm đang là cá bộn rồi. Nhỏ hơn. Hơn chục ký rồi. Nhiêu ký? Độ này phải được 10 ký. 80 ký. Bọn cá luôn cả nhà ơi. Này tính ra là cá nhiều hơn mọi bữa luôn. Ừ. Ba dàn dàn này nhiều lắm. Cá ngâu. Dục con cá mú nửa ký. Dục tôi chung với thôi. Dục nha. Rồi anh cắn nữa. Sao đều nhiều dữ vậy? Ôi, sao cái con nó nhìn kỹ vậy? Nó bị đẻ rồi nè. Cái đĩa thì thôi vậy. Con không xài được thôi. Tôm thẻ bự bự không ha. Con cá nhìn lại đẹp ha. Ừ, cái gì vàng nữa trời. Cái nhất con này à, hồi trước đăng dầm đăng của bác Năm được con bự cho bá ha. Ừ. Lâu lắm mới thấy rồi nó bỏ lòng rồi. Ừ, bỏ lòng. Bỏ lòng nuôi thử coi. Nó có bự không? Bỏ lòng mình đăng á. Cái đổ điều rang không? Này là nó đi bày á. Được chưa? Chắc còn ngoài vậy. Nghiệp quá nhỉ. Sao mấy cây ngang không? Ừ. Lấy lại đi để lắp được cái. Xong đây mình cũng còn mấy cá nâu nữa nè cả nhà. Được chắc chừng ký mấy hạt ký vậy. Có miếng cá nâu qua em cân này sống không? Cá quỷ còn nè. Đó, còn sống, mạnh. Ngày tắm kia nè. Đây luôn. Ngồi được rồi. Này 4 6 con 8 con 9 con dụng đi chẳng 10 con đó chắc đường ký ha.
nha, cà nâu nha, được 2-3 kg. Còn mấy con này mới khủng. Bự không cả nhà. Mấy nay mình bệnh á, có mình anh Nghĩa đi làm đăng nè, chắc cực dữ lắm luôn. Đúng, tối nhận tưởng không kịp luôn. Tối nhận dầm đăng con mình nhận tưởng không kịp luôn. Bữa trước thì nó còn cạn nhiều, tối thì nó lửng nhiều rồi. Chỉ tối nay nhận được không anh? Nhận thì được, làm nó sớm. Con mình anh biết nhận nổi. Thôi tối nay em đi phụ anh. Tối nhận kịp còn đâu mấy mét á. Ừ. Ngập lên nó. Vậy sao? Chắc tới luôn quần. Giờ hợp xuống anh lấy xình anh ném đại chứ sao. Ừ. Em được lúc nào hay đó. Em cho nó đựng nổi răng lên. Cái này mà giờ có lò lửa dục lên làm thêm chén nước chanh đường nữa. Nhịt cái nách. Có miếng giang bèm. Thôi ký máy luôn em. Thôi ký tư thì trừ cái rổ. Chọn ký. Cái rổ 3 gram còn cái mốt. Tầm bự không? Này cho cái dễ nè. Đó trừ 8 gram nè. Không. Ồ. Nó phải hơn 10 kg. 10 kg. Thôi tính 10 kg chẳng. Tính 10 kg luôn. Cái này 11 kg luôn. Tính 10 kg nè. 10 kg cá bự không nha, cá đối. Mình không có cá ghét. Này cũng được, có giá. Có. Có cái nữa. 10 kg. Này cho này nữa 12 13 rồi. 23 với hồi nãy cái nhát với cái 3 kg nữa. Cũng 17 18 kg á. Nè, đóng xà bần này nữa nè. Đóng này cũng cỡ 3 kg á. Cá nhỏ không à, rác cho cá ăn nha. Cái bự này thì bán cũng được. Cái bự này thì bán cũng có giá đó nha. Nhỏ mình khó bán. Cũng có giá. Lấy bịch đi bỏ vô muối nha.